Phép tất cả các bạn và các em, thầy Vinh được bắt đầu buổi livestream chữa đề tham khảo minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2024 vừa mới ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng nay luôn. Vừa mới ra lúc 8 giờ sáng nay. Thì bây giờ thầy Vinh sẽ chữa ngay lập tức cho các em. Và khẳng định team thầy Vinh là team luôn luôn đi đầu, team thầy Vinh là team dẫn đầu và luôn luôn đứng đầu ở mọi vị trí. Ok, let's go nhá, bắt đầu chiến đấu. Rất là mong muốn cái buổi học ngày hôm nay các bạn và các em cùng comment đáp án cùng thầy nhé. Nào ok, câu 41 ạ. Chúng ta bắt đầu. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên ạ? Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên thì rất là dễ đúng không? Phần bài polymer nó là gì ạ? Cellulose. Câu 42 này, công thức của chrome 3 sunfat. Chrome 3 sunfat là Cr2SO4 3 lần. Đúng không? Đáp án đúng là đáp án C. Câu 43, CaCO3 tinh khiết được dùng làm chất nào? CaCO3 tinh khiết được dùng làm chất độn trong một số ngành công nghiệp. Tên của CaCO3 là. Thì các bạn lưu ý cho thầy mình ạ. Tên của CaCO3 nó là canxi carbonate, đáp án đúng là đáp án D. Câu 44 ạ. Phân tử khối của etin acetat là. Câu 44 ạ. Phân tử khối của etin acetat. Etin nhiều bạn nhầm 74 nhé. Etin acetat là CH3 COO CH5 đúng không? CH3 COO CH5 thì đáp án đúng của nó phải là đáp án gì ạ? Nó phải là đáp án D đúng không? Phân tử khối nó bằng 88 cơ mà. Câu 45. Câu 45. Kim loại nhôm tác dụng với NaOH sinh ra khí nào sau đây? Thì nhôm tác dụng NaOH sinh ra khí H2 đúng không? Phản ứng là nhôm này cộng NaOH này sinh ra này NaAlO2 cộng H2 đúng không? Thầy không cân bằng nữa nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 46. Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch HCl? Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch HCl thì chắc chắn là NaCl rồi. Được chưa? Câu 47. Số nguyên tử carbon trong phân tử GlyAla. Thì cái này bây giờ mình cần đếm carbon thôi đúng không? Trong Gly chúng ta có 2 carbon. Trong Ala chúng ta có 3 carbon. Vậy tổng cộng là gì ạ? 2 cộng 3 là 5. Có bạn nào mà cần thì viết hết ra nhé. Viết ra như thế này. H2N này. CH2 này. COO này. NH này. CH này. CH3 này. COH này. Đếm thì mình cũng sẽ thấy rằng là nó có 5. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò. Câu 48. Chất nào sau đây là nguyên liệu để sản xuất tơ visco? Này chỉ những bạn nào mà học thầy Minh thôi. Team thầy Minh thì làm ngon lành. Tại vì thầy Minh nhắc đi nhắc lại cái phần đấy rất là kỹ đúng không? Visco thì là đi từ gì ạ? Visco là nó đi từ cellulose, đúng không? Nhúng vào dung dịch CH2, đúng chưa? Vậy chắc chắn là chất là nguyên liệu để sản xuất tơ visco đó là đáp án D. Những cái câu này là những câu rất là dễ thôi, chúng ta chỉ cần làm rồi thôi là chúng ta đã ngon. Thực ra cũng chưa cần là phải là học thầy Minh, mà các bạn chỉ cần làm cái cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai của thầy Minh thôi thì câu này của các em cũng là ngon lành cành đào, đúng không ạ? Nào câu 49 ạ. Nào câu 49 ạ. Khi đun nóng sắt tác dụng với lưu huỳnh sinh ra hợp chất trong đó sắt có số xóa là bao nhiêu? Thế giờ này, đun nóng sắt tác dụng với lưu huỳnh thì mình sẽ thu được FeS đúng không ạ? FeS thì hoàn toàn ta sẽ có là số xóa của lưu huỳnh là -2 thì sắt nó sẽ là +2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ các em nhé. Câu 50. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước tạo thành kim loại kiềm? Câu hỏi này dễ nhỉ. Kim loại mà tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm chỉ có natri đúng không? Bởi vì natri tác dụng với nước thì tạo thành NaOH. Câu 50. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước? À câu 2 câu này bị trùng, dung dịch kiềm natri ạ. 51 ạ. 51 cũng là một câu rất là hay. Các bạn cùng comment đáp án cho thầy Minh xem câu 51 đáp án gì. Tên của CO ạ. Tên của CO là carbon mono oxide, đáp án đúng là đáp án A. Câu 52. Để bảo vệ ống thép dẫn dầu bằng phương pháp điện hóa thì cần gắn ngoài ống những khối kim loại nào? Thì ở đây chúng ta cần phải nắm được thép của chúng ta thì gồm có sắt và carbon. Nếu mình không có gắn một cái anh kim loại nào bên ngoài thì sắt nó sẽ là anốt và nó bị ăn mòn điện hóa và nó sẽ phá hủy toàn bộ cái ống thép dẫn dầu đấy. Chính vì vậy nên nhé, các em cần lưu ý rằng là để bảo vệ ống thép hoặc dẫn dầu bằng pháp điện hóa thì chúng ta phải cần gắn. Đây thì chúng ta sử dụng một cái phương pháp gọi là phương pháp anode leaching. Anode leaching chúng ta sẽ cần gắn một cái anh kim loại là mạnh hơn sắt thì nó mới hy sinh như đúng không? Thì anh kim loại nào mạnh hơn sắt thì trong này chỉ có anh kẽm là anh mạnh hơn sắt thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta đó là đáp án A, và khi ta gắn anh kẽm vào thì anh kẽm sẽ bị ăn mòn các em nhé. Câu 53. Chất nào sau đây là ancol ạ? Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi này buổi học của thầy Minh thì giúp thầy Minh chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn và các em vào đây ạ. Câu 53. Chất nào sau đây là ancol thì dễ quá nhỉ, đáp án A. 54. Natri hydroxide
là hóa chất quan trọng đứng hàng thứ hai sau axit sulfuric, công thức của natri hydroxit là. Vậy thì công thức của natri hydroxit nó là đáp án C, đúng không ạ? Câu 55. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch chất tháo sau đây vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 thu được kết tủa keo màu trắng. Thế thì AlCl3 thì chúng ta chỉ có thể nhỏ NH3 thôi, đúng không ạ? NH3 trong nước thì nó có tính bazơ, cộng với AlCl3 thì mình thu được AlOH 3 lần kết tủa cộng NH4Cl. Đúng chưa? Thầy không cân bằng nữa nhé. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C, NH3. Câu 56. Kim loại nào sau đây là kim loại có khối lượng riêng lớn nhất? Hỏi khối lượng riêng nhỏ nhất thì biết, chứ khối lượng riêng lớn nhất thì nhiều đứa toàn. Nhờ. Kim loại mà có khối lượng riêng lớn nhất đó là nào? Toàn, toàn một cục luôn. Các bạn cùng comment đáp án cho thầy Minh xem nó là đáp án gì. Gì ạ? Oxymi nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 57. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các ion nào sau đây? Thì chúng ta phải hiểu bề mặt bản chất, nước cứng của chúng ta là nước mà chứa các ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng, đúng không? Thế thì nó là cái thằng mà chứa các ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng, thì làm mềm nước cứng thì chúng ta chỉ cần làm giảm cái nồng độ canxi 2 cộng và magie 2 cộng đi thôi. Đáp án đúng là đáp án D. Thì những cái này thầy giải thích kỹ ở trong cái khóa học của thầy. Các bạn nào mà muốn đăng ký khóa học của thầy thì inbox cho thầy nhá. Khóa học của thầy hiện tại bây giờ giảm giá từ giờ học đến lúc thi chỉ còn 500.000 thôi. Bạn nào mà muốn đăng ký thì inbox luôn. Đúng không? Về team của thầy Minh không sợ. Không sợ thấp hóa. Câu 58 ạ, trong công nghiệp nhôm được điều chế trực tiếp bằng Al2O3 bằng phương pháp nào sau đây ạ? Thì nhôm được điều chế trực tiếp thì các bạn lưu ý rằng là nhôm chúng ta ấy là nó thuộc cái hội mà nó chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy thôi. Đúng chưa? Đấy, tất cả các anh kim loại đứng trước thằng nhôm thì đều chỉ có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Câu 59 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Thì amin bậc 1 là nó có dạng là RNH2. Đúng không ạ? Vậy thuộc loại amin bậc 1 thì chỉ có anh gì ạ? Metinamin CH3NH2 thôi. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Câu 60 ạ. 60 này nhiều bạn bị nhầm. 60 là một câu mốc mà khá nhiều bạn bị nhầm. Đúng không? Số nguyên tử hydro trong phân tử axit oleic C17H33COOH. Đúng không? C17H33COH. Vậy số nguyên tử H trong phân tử axit oleic là 33 cộng 1 thì bằng 34. Đáp án đúng là đáp án B, 33 cộng 1 bằng 34. Câu 60, đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Câu 61, phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Câu 61, phát biểu nào sau đây là đúng? Kim loại sắt tan trong H4 đặc nguội. Kim loại sắt tan trong H4 đặc nguội, đúng hay sai? Sắt thì làm sao tan ở trong H4 đặc nguội được? Nhôm, sắt, crom bị thụ động, đúng không? Vậy anh sắt thì không thể tan ở trong H4 đặc nguội. Sắt tác dụng HCl để sinh ra FeCl2 cộng H2, cái này đúng này. B đúng. Ok. 62 ạ. Lên men 180g glucose. Glu C6H12O6 lên men thu được 2 lần thằng C2H5OH. Hiệu suất phản ứng lên men là 70%. 70% thì tương ứng với việc nó là 0,7. Đúng không? Số mol glucose là 180. 180 mà chia cho 180 là 1. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được số mol của anconitric là 1 x 2 là 2. 2 nhân với 0,7 thì bằng 1,4. Được chưa? Vậy hoàn toàn các bạn bấm máy tính giúp thầy Minh xem là khối lượng của anconitric bằng bao nhiêu? 1,4. 1,4 mà nhân với 46 bằng bao nhiêu? 64,4 g, đúng không? 64,4 g. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 62 của chúng ta đáp án đúng là đáp án C. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh. Hôm nay thầy Minh đang chữa cùng với các em, là người đầu tiên live stream chữa sống cái đề tham khảo Trung học phổ thông quốc gia năm 2024. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này lại về tường và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây để mà các bạn không còn bị hoang mang nữa. Được không ạ? Câu 63. Hydro hóa hoàn toàn 17,68 g triolin nhá. Hydro hóa 17,68 g triolin thì chúng ta phải nắm được công thức của triolin. Triolin ạ. C17H33COO tất cả 3 lần C3H5
hydro hóa thì cộng H2. Được chưa? Thế thì đề bài yêu cầu chúng ta là xác định số mol của H2. Thì bây giờ mình cần tìm được số mol của triolein. Đúng không? Thì phân tử khối của triolein thì bạn nào không biết thì bấm nhé. Bạn nào không biết thì phải bấm. Còn bạn nào mà biết rồi, có nghĩa là học sinh của thầy Minh ấy, thầy dạy người ta cách thuộc rồi, thì triolein là phân tử khối là 884. Thì số mol nó là 17,68 chia 884 bằng 0,02 mol. Bên trong cái anh triolein này thì nó có 3 nối đôi COO và 3 nối đôi CC. Được chưa? Nối đôi CO ở trong CO thì không phản ứng H2. Nối đôi CC thì phản ứng H2. Một nối đôi CC ăn 1 H2. Vậy 3 nối đôi CC sẽ ăn 3 H2. Vậy 0,02 thì suy ra số mol H2 nó sẽ là 0,06. Được không ạ? Và 0,06 thì mình chọn ở đáp án luôn. Đấy là đáp án B, bỏ 0,06. Rất dễ dàng đúng không các em? Rất dễ dàng. Câu 64 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? 64 phát biểu nào sau đây là đúng? Dung dịch xác carozơ có phản ứng trắng bạc. Sai. Xác thì chẳng bao giờ trắng bạc cả. Tinh bột và cellulose là đồng phân của nhau. Sai. Mặc dù nó cùng có công thức phân tử là C6H10O5, nhưng hai đứa này không phải là đồng phân của nhau. Đúng chưa? Bởi vì là số mắt xích nó khác nhau, N nó khác nhau. Xác thuộc loại polysaccharide. Sai tiếp. Xác là disaccharide cơ. Glucose là hợp chất hữu cơ tạp chất. Chính xác. Vì trong glucose nó vừa có 5 nhóm OH, nó vừa có nhóm CHO, nên nó là hợp chất hữu cơ tạp chất. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu 65. Số dung dịch tác dụng được với lượng dư dung dịch BA hóa lần thu được kết quả là? Số dung dịch tác dụng với lượng dư dung dịch BA hóa lần thu được kết quả là? Nào. Bao nhiêu dung dịch tác dụng với lượng dư dung dịch BA hóa lần thu được kết quả? Anh nào? Mình phải nhìn dạng ion thôi. Để thu được kết quả thì có BA2 cộng này rồi. Vậy BA2 cộng nó sẽ kết tủa với ion CO3 2 trừ 1 và SO4 2 trừ 2. KCl 0, HCl 0. Vậy 65 chúng ta chỉ có 2 anh thôi. Thu được kết tủa là 2. Câu 66, một câu rất hay. 66 một câu rất hay. Bạn nào là học sinh thầy Minh ý, thì bạn hãy sử dụng cái tuyệt chiêu bấm máy tính nhanh. 19 trừ 16,8 chia cho 71 trừ 60 là ra số mol của kim loại M luôn. Đúng không ạ? 19 trừ 16,8 chia 11 bằng, đấy, số mol kim loại M là 0,2. Vậy suy ra được phân tử khối MCO3 bằng 16,8 chia 0,2 bằng chia 0,2 bằng 84. Vậy suy ra nguyên tử khối của M bằng 84 trừ đi 60 bằng 24. 24 thì mình chọn B luôn. Kinh chưa? Chỉ học sinh thầy Minh mới biết được những cái chiêu kinh khủng như này. À, câu 66 này thầy Minh chưa dạy rất là nhiều ở trong cái phần axit loại 1 trong cái khóa XPS của thầy. Khóa đấy bây giờ còn đang được tặng cơ. Bạn nào mà đăng ký cái khóa tổng ôn và luyện đề của thầy Minh thì được tặng luôn khóa nền tảng đấy. Có trong hết. Câu 67, quan trọng là em có học hay không thôi. À, đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X nhá, để bài cho mình là amin đơn chức. Được chưa? Đơn chức thì mình chỉ biết nó là gì thôi. Nó sẽ có đây, amin đơn chức mình nhìn này. C39N, C5, CH5N, CH7N, C4H11N. Vậy là mình nghĩ ngay. À. Cả A B C D theo đáp án ta có thì nó là amino. Được chưa? Nhìn đáp án ta có đấy. Nhìn đáp án ta có thì ta thấy nó là amino. Thì amino ấy, công thức tổng quát là CnH2n cộng 3. Ta thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2. Và số mol nước trừ số mol CO2 chia cho 1,5 thì bằng số mol amin. Vậy là bằng bao nhiêu? 1,05 trừ đi 0,6 bằng chia 1,5 bằng 0,3. Vậy hoàn toàn mình tìm được số nguyên tử carbon của amin bằng 0,6 chia 0,3 bằng 2. 2 vậy suy ra nó là C2H7N. Được chưa? 2 vậy mình sẽ suy ra nó là C2H7N. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. C2H7N. Rất dễ.
nha. Câu 68 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Trùng ngưng buta 1,3 dN, buta 1,3 dN không thể trùng ngưng được. Trùng hợp buta, đồng trùng hợp buta 1,3 dN và acrylon nitrin thu được polymer dùng để sản xuất cao su buta nở, chính xác. Cái này chính xác nhá. 68 đáp án B. Được chưa? Đây buta 1,3 dN đây. Đây là buta 1,3 dN cộng acrylon nitrin thì thu được đây anh này. Cao su buta nở đây. Đấy, đây là cao su buta nở. Đấy. Được chưa? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Câu 69. Câu 69. 6,4 gam Cu, số mol là 0,1. Tác dụng hết carbon đặc nóng sinh ra imon CuSO2. Vậy mình có bảo toàn E nhỉ? Đồng 0 lên đồng dương 2, 2 lần số mol đồng bằng lưu huỳnh dương 6 với lưu huỳnh dương 4, 2 lần số mol SO2. Vậy mình tìm được số mol SO2 bằng 0,1. 0,1 vậy đáp án đúng là đáp án B bỏ. 0,1 vậy đáp án đúng là đáp án B bỏ. Câu 70. Câu 70. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. C4H8O2 cho vào trong NaOH đun nóng nhẹ. Đúng chưa? Thì thu được ancoli. Ancoli O2 men giấm thì tạo thành CH3COH, vậy y chỉ có thể là C2H5OH. Mà y là CH5OH vậy thì x chỉ có thể là CH3COOCH5. Được không ạ? Anh này rất quen nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Úi xời. Câu 71 này với nhiều bạn dễ bị sai. Thầy khẳng định với các em là câu 71 này rất nhiều bạn dễ bị sai. Nhá. Các bạn cùng theo dõi xem là các bạn ấy hay bị sai ở câu 71 này phần nào. Câu 71 này lâu nào lắm nay mới có xuất hiện lại trong đề Trung học Thông quốc gia đấy. Khi mà trong đề tham khảo này rất là hay luôn. À, thầy đánh giá những câu này rất hay. Cho x tác dụng với NaOH. X tác dụng với NaOH thu được khí Y và một chất Z là muối của amino acid. Vậy thì điều này chứng tỏ một phần nữa là X là muối amoni đấy. Được chưa? Thế thì muối của amino acid thì bây giờ mình cứ cái anh đầu tiên đi. Là anh amino acid là CH2 này, H2N này, COO này. Thế là mất 2C rồi đúng không? Mất 42C rồi. Đúng không? Mà đây là thu được khí Y và chất Z. Được không ạ? Chất hữu cơ X này. Tác dụng nào mà thu được khí Y chất Z. Chất Z là muối amino của acid T. Được không ạ? Vậy này, CO thì nó có thể là H3N CH3. Đủ 3 chưa? 1, 2, 3 này. H này, 6 này, H10 này, O2 này, N. Đúng không? Chưa xong ạ. Đây, thầy viết ra cho các bạn nhìn. Anh X này cho tác dụng với NaOH. Tác dụng với NaOH. Thu được khí Y là CH3 NH2. Được chưa? Chất Z là H2N CH2 COONA là muối của amino acid T là H2N CH2 COOH. Đấy là một anh nhá. Chúng ta có một trường hợp nữa. Chúng ta có một khả năng nữa. H2N. Được chưa? CH CH3 COO NH4. Được chưa? Được chưa? Thì đây vẫn là thỏa mãn là 10 cộng với NaOH thì vẫn sinh ra khí là khí NH3. Muối vẫn bình thường. H2N CH CH3 COO NA suy ra chất T H2N CH CH3 COH. Thực ra chúng ta vẫn còn một trường hợp nữa. Ta vẫn còn một trường hợp nữa. Nhưng mà thôi, để đây đã. Dung dịch T không làm đổi màu quý tím. Xem nào. Amino acid T. T là anh này. Hoặc anh này.
đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm CH nên chắc chắn không làm đổi màu quỷ tím. Đúng không? Vậy A đúng. A đúng. Một mol X. Một mol X đây. Phản ứng tối đa với 2 mol NaOH sai, chỉ phản ứng tối đa với 1 mol NaOH thôi. Hai trường hợp này đều chỉ phản ứng tối đa với 1 mol NaOH nhá, nên là B sai. Y tan tốt trong nước tạo thành dung dịch có pH nhỏ hơn 7. Đây là Y đây. Y đây. Đấy là Y. Tan tốt trong nước thì đúng, nhưng mà tạo thành dung dịch có pH nhỏ hơn 7 là sai. pH này nó phải lớn hơn 7. Bởi vì là cái pH này nó là môi trường kiềm nhá. C sai. Ở điều kiện thường T là chất rắn và dễ tan trong nước, T là amino acid thì amino acid nó là chất rắn và dễ tan trong nước là chính xác. D đúng. D đúng, D. Y có hai nguyên tử nitơ trong phân tử. Y đâu? Y chỉ có một thôi. Đúng không? Vậy sai. Vậy đề bài đây hỏi chúng ta là số phát biểu sai các em ạ. Đề bài đây hỏi chúng ta số phát biểu sai. B, C, D sai, vậy là ba phát biểu sai. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D, rất dễ. Bây giờ chúng ta sang câu 72, một câu thực tế. Thực tế này không khó đâu. Thực tế này dễ ẹc nhá. Thực tế này dễ ẹc luôn. Các bạn quan sát thầy Minh hướng dẫn. À, thực ra về cái chuyên đề thực tế này thì mình đã dạy rất kỹ ở trong lớp tổng ôn của thầy Minh. 3 buổi. Một lần lượt đi là 3 buổi, chuẩn bị lượt về nữa. Thì mấy buổi nữa về phần thực tế. Trên các lớp off thì chuẩn bị học đến chuyên đề thực tế. Đấy, nên là các bạn có thể tham gia lớp học của thầy Minh để mà được làm kỹ và làm chắc chắn hơn các cái phần về thực tế này. Bởi vì là khi mà cái đề tham khảo này ra thì thầy nghĩ rằng là nhiều bạn sẽ bị ngã ngửa. Nhưng mà đối với học sinh offline và online của thầy Minh thì các bạn ấy chẳng sao cả. Bởi vì các bạn ấy gặp phần này nhiều rồi. Bạn làm quá nhiều rồi. Chăm nghe cũng bằng tay quen rồi. Có 72 nhé. 72. Một vết nứt trên đường dây thổ hỏa này. Dùng hỗn hợp Techmit này. Tỷ lệ là 2:1. Vậy đặt cháu này là A thì cháu này là 2A này. Lượng sắt cần cho vết nứt này 7,9 gram trên cm khối này. Vậy này, khối lượng Fe. Được chưa? Để làm sao? Thêm vào vết nứt. Thêm vào vết nứt bằng, cái này nó hơi to. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý cho thầy rằng là 1 cm khối tương đương với 7,9 gram sắt. Thể tích sắt thì nó phải vào kín hết 6,72 này. Vậy nó sẽ là 7,9 nhân với 6,72. Được chưa? Đây là khối lượng nhá. 7,9. Được chưa? 53,088 gram. Nhưng mà các bạn lưu ý này, thực tế này lượng sắt cần hàn cho vết nứt bằng 79% lượng sắt sinh ra. 79%. Vậy suy ra số mol sắt thực tế cần hàn sẽ bằng 53,088, thực tế mà, thì chia cho 0,79 rồi chia cho 56 ra là số mol. Chia 0,79 chia cho 56 bằng 1,2 mol. Được chưa? 1,2 mol nhá. Tiếp tục ạ. Thế thì số mol sắt thực tế là 1,2 mol rồi. Vậy mình viết phương trình. Nhôm này. Cộng này. Fe2O3 này. Tạo thành này. Al2O3 này. Cộng này. Fe này. Hiệu suất của phản ứng là 96%. Các bạn nhìn thấy không? Vậy này là 0,96. Số mol sắt là 1,2. Vậy suy ngược ra được số mol Fe2O3 là 1,2 nhân 1 chia 2. Được chưa? Bằng 0,6. Nhưng thuận nhân nghịch phải chia nữa. Chia 0,96. 0,6 chia 0,96 bằng 0,625. Được chưa? Và với số mol Fe2O3 là 0,625. Với số mol Fe2O3 là 0,625. Thì số mol nhôm của chúng ta phải bằng nhân 2 lên 1,25. Vậy từ đó chúng ta tìm được khối lượng là 1,25 nhân với
phân tử khối của nhôm là 27 cộng 0,625 nhân phân tử khối của Fe23 là 160, 133,75 gam. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B nha các em nha. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Rất dễ. B bỏ. Câu 73. 73 này là một câu thí nghiệm thực tế. Và cái câu thí nghiệm thực tế này là cái câu mà thầy Minh dự đoán rằng là dự đoán từ năm ngoái cơ. Thế là năm ngoái là có trong đề thi là các bạn học sinh của thầy Minh là ngon lành cảnh đảo nhé. Nếu bạn nào không tin các bạn có thể quay trở lại các cái live stream từ năm ngoái của thầy Minh. Và y như rằng là trong đề thi Trung học Quốc gia năm 2023 thì có cái câu thực tế đó. Và tương tự như vậy thì trong quá trình dạy học năm nay, thầy có dạy cho tất cả các bạn học sinh lớp online và lớp offline của thầy Minh. Thầy Minh cũng nói ngay từ đầu khi bạn học những bài ST là cái phần về thí nghiệm vận dụng cao về hữu cơ ấy thì năm nay chắc chắn là không có đâu. Nhưng mà thầy vẫn dạy để mà các em làm bài ở bên trên trường thôi. Hiểu không ạ? Làm bài ở bên trên trường. Các bạn học thầy các bạn có nhớ không ạ? Tất cả những bạn đã học thầy ở bên trong này chắc chắn các bạn nhớ. Thầy nói kể cả ở bên trong lúc mà thầy dạy online và kể cả trong lúc thầy dạy offline, thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều rằng là nếu bạn nào mà thích được điểm cao ở trên trường thì phải học thật kỹ cái dạng câu thí nghiệm hữu cơ vận dụng cao, bởi vì là đề trên trường chắc chắn có. Có bạn nào mà muốn tiết kiệm thời gian thì bỏ qua phần hữu cơ vận dụng, thí nghiệm hữu cơ vận dụng cao đi, bởi vì năm nay không vào đâu. Thi Trung học Quốc gia nó sẽ vào là câu thí nghiệm vô cơ mức độ vận dụng cao cơ. Đấy, thì có bạn nghe, có bạn không nghe đúng không? Thì hôm nay nhìn cái đề tham khảo viết và mấy hôm nữa đến lúc các em thi các em sẽ biết. Bởi vì tại sao? Bởi vì kinh nghiệm của thầy Minh luyện thi đến năm nay năm thứ 13 rồi. Em phải biết là đến năm nay năm thứ 13 thì nhiều thứ nó thú vị lắm. Hôm nay là thầy chữa thôi. Thế nhưng mà nhá, tí đến cuối buổi live thì sẽ tiết lộ cho các em một cái bí mật mà thầy chưa từng bật mí. Sau khi mà có đề tham khảo này, đề tham khảo năm nào thì anh tiết lộ một cái bí mật chưa từng bật mí ở cuối buổi live. Được không ạ? Nào tiếp tục nhá, câu 73. Thực hiện các thí nghiệm theo bước sau. Thực ra câu 73 này là câu mà nó giống y xì như câu ở bên trong, thầy nhớ không nhầm là ở bên trong câu 73 giống y xì như cái câu ở bên trong đề vô cơ 8 cộng của thầy. Trong phần tổng ôn ấy, mấy đứa học lớp live thì học khóa tổng ôn, còn lớp off thì chuẩn thì có lớp thì chuẩn bị học sang tổng ôn của thầy, mà có lớp thì chưa học. Nhưng mà các bạn có nhìn thấy không? Mấy lớp học rồi thì nhìn đi. Đúng giống y xì câu trong phần vô cơ 8 cộng của thầy không? Sao? Ngon lành cảnh đào chưa? À. Đúng học sinh của thầy Minh sướng không? Và yên tâm là năm nay trong khóa luyện đề của thầy Minh sẽ ôn đi ôn lại, trả đi trả lại cái phần thí nghiệm vận dụng cao này. Vì thầy Minh đã dự đoán từ năm ngoái rồi. Đúng không? Nào, câu 73 nhé. Do ai ống nghiệm được đánh số 1,2 cho ống nghiệm này H24 này, H24 loãng nhé. Loãng này. Cho bước 2 cho mỗi ống nghiệm chứa ZN, vì là ZN sẽ phản ứng với H24 loãng để tạo thành ZNSO4 cộng S2. Được không ạ? Bước 2 cả ống nghiệm đều xuất hiện một khí đúng. Bước 2 ZN bị khử thành ZN2 cộng là sai. ZN thì hiện tính khử thì chỗ này nó phải là sao? Bị oxy hóa nhé. Xong rồi sang bước 3 này, thêm một vài 2 3 giọt H24 loãng vào thì ở đây thì CU2 cộng cộng ZN tạo thành CU cộng ZN2 cộng. Vậy ở đây là CU bám vào bên trên bề mặt thành ZN. Được chưa? CU bám vào trên bề mặt thành ZN thì dẫn đến điều gì xảy ra? Thì ta sẽ có cặp điện cực CU ZN. Đúng chưa? Bám với nhau, đúng không? Đấy, mình có hai điện cực này khác nhau và bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung chất tiện ly. Vậy trong bước 3, bọt khí thoát ra ở ống nghiệm 2 nhanh hơn ống nghiệm 1 do là ống nghiệm 2 xảy ra mòn điện hóa. Đúng. Bước 3, ống nghiệm 2 có một lượng nhỏ kim loại đồng bám vào thanh kẽm. Đúng. Trong bước 3, kẽm bị ăn mòn điện hóa học ở cả ống nghiệm sai. Tại vì là cái ống số 1 thì không có CuS4 vào, nên ống số 1 vẫn là ăn mòn hóa học, còn ống số 2 mới là ăn mòn điện hóa nhá. Vậy mình sẽ có A, C, D là đúng, 3 phải biểu. Có bạn bảo đề này cũng dễ. Đúng, đề này dễ thật. Nhưng mà đừng tin bộ lừa đấy nhá. Kinh nghiệm dạy bao nhiêu năm của thầy Minh nói với các em rằng đừng tin bộ lừa đấy. Chúng ta có câu 74 và câu 75 là hai câu khó nhất trong đề minh họa. Đúng không? Thầy đánh dấu sao để lại tí nữa cuối buổi thầy chữa nhá. Bạn nào muốn xem cách chữa đỉnh cao hai câu này thì tẹo nữa cuối buổi coi.
Được không? 76 nhá. 76 nhá các em. Nào các bạn chọn 76 đáp án gì? 76 ạ. 76 ạ. Công thức phân tử của anilin. Anilin là gì ạ? C6H5NH2 mà nhìn thấy C6 này là bỏ rồi, sai. Số nguyên tử hydro trong phân tử glucose C6H12O6 đúng là 12. Ở điều kiện thường tất cả các este đều tan tốt trong nước, sai. Điều kiện thường este đều không tan trong nước. Dung dịch AgNO3 trong NH3 phân biệt được glucose và glycerol, chính xác. Glucose thì cho mình kết tủa bạc, còn glycerol thì không. Tơ nitron bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt nên dùng để dệt vải và may quần áo ấm. Cái này cũng đúng. Vậy đây mình sẽ có B, D, D là đúng nhé. Mình có 3 đáp án đúng. Đáp án đúng đáp án D. Câu 77. Câu 77 này. 77 này mấy đứa học khóa live VIP của thầy Minh dành cho 2K6 thầy quen không? Quen không? Các thanh niên học lớp off của thầy Minh vừa mới được tổng ôn phần nitơ phosphor carbon silic thấy ngon không? Sao? Tin thầy chưa? Hả? Ngon lành cành đào chưa? Thế bảo rồi mà, lúc nào học mình cũng phải học dựa vào bản chất. Mình học không theo bản chất là mình toang các em nhé. Nào, các bạn cũng comment đáp án cho thầy xem là câu 77 đáp án gì ạ? Câu 77 ạ. Đốt cháy hoàn toàn m gam phốt pho trong oxy dư. Được không? Vậy số mol phốt pho là m chia cho 31 trong oxy dư, thu được chất rắn X là P2O5, hòa tan X vào hỗn hợp dung dịch Y gồm. Thế thì bản chất trong dung dịch Y là có nước nên P2O5 tác dụng với nước trước để tạo thành H3PO4. Đúng không? Thì bảo toàn phốt pho đây. M chia 31 thì anh lại là M chia 31. Đấy. Thì chính cái anh H3PO4 này nó mới tác dụng với dung dịch Y. Gồm NaOH và KOH pH bằng 13. NaOH KOH. Được chưa? pH bằng 13. Thì với bọn này thì thầy Minh có cái chiến thuật là sử dụng POH. pH bằng 13 thì POH bằng 14 trừ 13 bằng 1. Suy ra nồng độ OH trừ bằng 0,1. Được chưa? 480 ml, vậy là 0,48 lít. Vậy mình tìm được số mol OH trừ trong dịch này là bằng 0,48 x 0,1 thì bằng 0,048. Được chưa? Sau phản ứng, khối lượng chất tan trong dịch tăng 1,194 gam. Thu được nước và chất tan. Được chưa? Chất tan trong dung dịch tăng 1,194 gam. Thì bây giờ mình đặt đi. Mình đặt khối lượng của nát NaOH và KOH là chất tan trong dịch đúng không? NaOH và KOH là chất tan trong dịch. Thì đặt khối lượng chất tan trong dịch Y là A gam. Chất tan trong Y là A gam. Thì vậy chất tan trong dung dịch sau khi phản ứng tăng lên là 1,194 gam, có nghĩa là A cộng 1,194 gam. Được chưa? Thế giờ các bạn nhìn thấy ngon lành cành đào chưa? Bây giờ thầy Minh chỉ đi bảo toàn khối lượng cái là sao? Đúng không? Bây giờ thầy Minh đi bảo toàn khối lượng cái là xong nhỉ? Bảo toàn khối lượng ta có này. Đấy, chiêu độc của thầy Minh đấy. Khối lượng của H3PO4. H3PO4 cộng khối lượng của chất tan trong Y bằng khối lượng của nước cộng khối lượng của chất tan sau là A cộng 1,194. Vậy suy ra ta có M chia 31 nhân 98 cộng M chất tan trong Y là A bằng M tước là 18 nhân N nước cộng A cộng 1,194. Đúng không? Ok không? Thế các bạn nhìn thấy ngay là A với A là triệt tiêu. Bây giờ quan trọng nhất là mình chỉ cần đi tìm được số mol nước là xong. Đúng không? Số mol nước thì các bạn phải nắm được bản chất. Và bản chất này thì mình nói rất kỹ ở bên trong khoa học của thầy Minh. Là bản chất sinh ra nước. Ở đây nó chính là do H cộng.
bản chất của việc sinh ra nước ở đây nó chính là do H cộng cộng với OH trừ thì sinh ra nước, đúng chưa? Thì số mol H cộng đây thì bằng 3 lần số mol H3O4 là 3M chia 31. Số mol OH trừ đây mình phải tìm được bằng 0,048, được chưa? Vậy thì số mol nước ở đây nó sẽ có hai trường hợp nhé. Số mol nước ở đây nó sẽ có hai trường hợp để tính. Trường hợp số 1 là số mol nước chính bằng số mol bằng 0,048 nếu thỏa mãn điều kiện là 0,048 nhỏ hơn 3m chia 31. Tính theo thằng nào như nào nhỏ hơn mà các em. Trường hợp số 2 là số mol nước bằng chính 3m chia 31 với điều kiện là 0,048 phải lớn hơn 3m chia 31. Được không ạ? Vậy này, bây giờ các em thay cho thầy. Suy ra với trường hợp số 1 n nước bằng 0,048 thì bạn tính cho thầy xem nào, bấm máy tính của thầy xem nào, m bằng bao nhiêu. Và với trường hợp số 2, trường hợp số 2 là n nước bằng 3m chia 31 thì các bạn bấm máy tính giúp thầy xem m bằng bao nhiêu. Nào, các anh tài bấm máy tính hộ thầy mình nhé. Ho quá. Ho quá. Thầy đang ho ở đầu họng lắm đấy, nhưng mà vẫn cố gắng dạy các em. Nào. Các bạn cùng tính cho thầy mình xem nào. Trường hợp 1 m bằng bao nhiêu và trường hợp 2 m bằng bao nhiêu? Dễ mà. Đúng không? Dễ ợt. Chả nhẽ để thầy bấm. Các bạn cùng bấm giúp thầy đi ạ. Trường hợp 1 m bằng bao nhiêu? 98 nhân này m này chia 31 này bằng này 18 nhân này 0,048 này, đúng không? Cộng 1,194. Đấy, trường hợp 1 m bằng 0,651, đúng không? Đấy, trường hợp 1 m bằng 0,651. Thế xem nào, xem thỏa mãn nhá. Từ từ bấm tiếp đi, trường hợp 2 đi. Trường hợp 2 này là m bằng 3m chia 31. Đây. Nhân với này. 3 nhân m chia 31 này. Trường hợp 2 m bằng 0,841. Đấy. Vậy này, nhìn đáp án ta có luôn. 0,651, đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Bạn thấy dễ không? Xịn không? Ngon lành cành đào không? Quá dễ dàng đúng không? Đấy, đấy là lý do tại sao team thầy Minh luôn luôn chiến thắng ở mọi trường hợp, mọi câu chuyện luôn luôn chiến thắng. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu 78 trong đề minh họa. Điện phân dung dịch COS số 4 loãng với điện cực trơ. Nào. Điện phân dung dịch COS số 4 loãng với điện cực trơ. Càng đấy, càng đét đấy nhỉ. Điện phân dung dịch COS 4 loãng với điện cực trơ. Khi cathode bắt đầu xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Thu được dung dịch X. Cathode bắt đầu xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân, thu dung dịch X. Vậy điều này tương đương với đồng 2 cộng bị điện phân hết. Được chưa? Vậy trong dung dịch lúc này sẽ chỉ còn gì? Không còn đồng. S42 trừ không điện phân, vậy sẽ điện phân ra là H cộng. S42 trừ. Đấy. Cho hợp MG và FE tác dụng với X. À đây, dung dịch X đây. Sao vừa đứng xảy ra hoàn toàn. Đây cho MG FE thu được khí Z là khí H2. Thu được khí Z và khí H2. Hỗn hợp chất rắn T. MG, nhưng mà đây là bắt đầu xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân mà. Cathode bắt đầu, thế là đồng hai cộng điện phân hết.
MG và FE tác dụng với lại X sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y. Khí Z và hỗn hợp chất rắn T. À, vậy thì chất rắn T này thì bởi vì khi mà tác dụng với lại H cộng S4A trừ thì khí là H2 rồi, đây là khí Z này. Anh này là khí Z này. Đúng chưa? Dung dịch Y. Dung dịch Y là có Mg2 cộng Fe2 cộng. Được chưa? Chất rắn T. Chất rắn T thì khả năng cao là Fe dư. Chất rắn T khả năng cao là Fe dư. Được chưa? Trong quá trình điện phân, dung dịch COS4 khối lượng điện cực cathod tăng. Trong quá trình điện phân, dung dịch COSO4 thì khối lượng điện cực cathod tăng. Thì đúng mà, bởi vì làm sao ạ? Bởi vì là anh đồng ấy là nó sẽ bị bám vào. Đúng không em? Anh đồng nó sẽ bị bám vào. Nhá. Khi điện phân dung dịch COS4 thì khối lượng điện cực cathod tăng, tại vì đồng 2 cộng mà. Đồng 2 cộng nhận với lại đồng 2 cộng. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Nhá. Chính xác, Cu bám vào. Vậy A đúng này. Số mol kim loại Cu sinh ra bằng số mol O2 sinh ra tại anode. Sai. Sai. Sai chặt luôn. Đây thì viết phương trình điện phân cho các em nhìn nhé. CH4 này cộng H2O này tạo thành này Cu này cộng O2 này cộng H2SO4 này ngày phải 2 2 2 2 được chưa? Thì số mol Cu phải gấp đôi lần số mol O2. Tại sao thì mình biết điều đấy? Tại vì rất đơn giản thôi, nhẩm nhá. O2 thì nhận 2, O2 thì phải nhận 4 không? O2 nhận 4 E đúng không? Thế còn lại Cu thì làm sao? O để tạo thành O2 thì phải nhường đi 4 E đúng không? Còn để tạo thành Cu thì chỉ cần nhận thêm 2 E đúng không? Vậy này, số mol kim loại Cu sinh ra tại cathod bằng số mol O2 là sai. Chất rắn T đây là Fe dư tan hoàn toàn trong dịch sắt 3 là đúng. Tại vì là sắt thì tan trong sắt 3. Dung dịch Y tác dụng dung dịch nào H dư thu được kết tủa. Đúng rồi, đây thằng này cộng với OH trừ thì mình thu được kết tủa Mg OH 2 lần và Fe OH 2 lần. Mg OH 2 lần, Fe OH 2 lần. Đúng không? Vậy chắc chắn đúng. Dẫn khí Z qua ống sứ chứa KaO. Z đây H2 nhưng H2 không khử được. Không khử được KaO đâu. Đúng không ạ? H2 nó chỉ khử được các anh kim loại đứng sau nhôm thôi. Nên là D sai. Được chưa? Vậy ta sẽ có số phát biểu đúng là 3 A, C, D. Nhá. Mình chỉ có 3 phát biểu đúng thôi. Được chưa? A, C, D. Ok chưa? Ok chưa? Chứ không phải là cả 3 ý đều đúng đâu. Nhá. A, C, D thôi. Đây, còn trong quá trình điện phân dung dịch COS4, khối lượng điện cực cathod tăng. Chính xác luôn. Bởi vì đồng 2 cộng bám vào bên cathod nhá. Thứ hai là số mol kim loại Cu sinh ra tại cathod bằng số mol O2 sinh ra tại anode là sai. Chất rắn T tan hoàn toàn trong sắt 3 là đúng. Dung dịch Y tác dụng với nào hoạt dư thu được kết tủa đúng. Chất Z đi qua ống sứ chứa KaO đun nóng thu được kim loại kali. Đúng chưa? Ok chưa? Ô, thầy Minh vẫn dạy cho 2K7 mà các em. 2K7 của thầy Minh có khóa 2K7 XPS mà. Các bạn hãy học ở bên trong khóa học nhá. Nên là bạn nào mà 2K7 lớp 11 ấy mà muốn học cùng thầy Minh thì vui lòng đăng ký khóa XPS của thầy Minh. Các bạn đang học xịn lắm. Câu 79 á. Nào, câu 79 nào. Câu 79 nào các em. 79 này hay. 79 này rất hay luôn. 79 á. 79 rất hay luôn. 79 trông lạ không? 79 trông cực lạ nhỉ. Soda N2CO3 được dùng trong công nghiệp thủy tinh, đồ gốm bột giặt. Làm lạnh 100g N2CO3 bão hỏa ở 20 độ C. Đến thu khi thu được dung dịch bão hỏa 10 độ C thì tách ra mg tinh thể. Được chưa? Thế các bạn cùng nhìn nhá. Đầu tiên mình xét ở 20 độ C.
Ở 20 độ C thì mình có điều gì? 100 gram nước ở 20 độ thì hòa tan. Ở 20 độ C ấy, thì 100 gram nước hòa tan 21,5 gram Na2CO3. Vậy suy ra C phần trăm ở 20 độ C bằng 21,5 chia cho 100 cộng 21,5 nhân 100% bằng 21,5 này chia mẫu đơn 100 cộng 21,5 đóng một đơn nhân 100 bằng 17,695%. Ok chưa? Vậy mình sẽ suy ra 100 gram dung dịch ở 20 độ C thì sẽ có khối lượng Na2CO3 bằng 17,695 gram. Suy ra khối lượng nước sẽ còn lại là bằng 100 trừ đánh này. 100 trừ đi 17,695 bằng 82,305 gram. Được chưa ạ? 82,305 gram. Xong nhá. Giờ tiếp tục này. Tách ra m gam tinh thể. Bây giờ thầy đặt số mol của Na2CO3 ngậm 10 nước là x. Được chưa? Thì suy ra khối lượng của Na2CO3 bằng 106x và khối lượng của nước nó bằng là 180x. 10x mà nhân 18 mà là bằng 180x. Được không? Câu này lạ phết nhỉ. Câu này quá lạ đúng không các em? Đấy. Cực lạ luôn. Ok chưa? Tiếp tục này thầy xét này. Vậy ở 10 độ C này thì 100 gram nước lại hòa tan tối đa có 12,5 gram thôi. Được chưa? Ok không? Càng đấy. Dạ. Yeah. Thế thì ở 10 độ C thì ta sẽ có này, chỉ hòa tan có 12,5 gram thôi, thì có phải là mình sẽ có là 17,6954 trừ đi 106x chia cho 82,305 là nước đấy, trừ đi 180x cũng là nước, thì bằng 12,5 chia 100 không? Bây giờ mình bấm máy tính là mình ra được x. Mình bấm máy tính là mình ra được x. Các bạn cũng bấm máy tính với thầy mình nhé. 17,6954 trừ 106 x 82,305 trừ 180 x bằng 0,125 bằng. Vậy ta sẽ có x bằng 0,0887. Được chưa? Đề bài học cái gì? Giá trị của m nhá. Giá trị của m thì x bằng 0,0887 thì nhân với đây phân tử khối. 0,0887 nhân mở ngoặc đơn phân tử khối là 106 cộng 180 bằng 25,3682. 25,3682 thì gần bằng 25,37. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em ạ. Ngon. Câu 80 ạ. Nhà hồi 80 dễ ẹc. 80 dễ ẹc luôn. Metin salicylate dùng làm thuốc xóa bóp giảm đau này. Để sản xuất 3,8 triệu tuýp thuốc xóa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylate. Mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gram metin salicylate. Hiệu suất phản ứng tính theo axit salicylic là 75%. Giá trị của m. Thế thì dễ quá nhỉ? Dễ quá đúng không? Ta sẽ có này, khối lượng của anh 3,8 triệu tuýp thuốc cần tối thiểu m tấn. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam metin salicylate. Thế bây giờ mình làm cho nó dễ đi.
mình viết cái phương trình này ra, thầy viết lại cái phương trình này cho các bạn nhìn cho dễ, thầy tính toán cái phương trình HOC6H4COOH cộng CH3OH tạo thành metin salicylat HOC6H4COO CH3 cộng H2O, hiệu suất là 75%. Được chưa? Mỗi tuýp thuốc chứa 2,7, bây giờ mình tính một tuýp đã. 2,7 gam metin salicylat. Vậy mình sẽ có là 2,7 chia phần tử khối này. 17 cộng 12 nhân 6 cộng 4 cộng 44 cộng 15 bằng 0,0177. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được. Đấy, số mol của acid salicylic 0,0177 thuận nhân nghịch chia, chia 0,75 bằng, chia 0,75 bằng đây 0,023. Đây là một tuýp nhé, một tuýp. Vậy suy ra khối lượng của acid salicylic để sản xuất một tuýp thuốc thì bằng 0,023 nhân với số mol, nhân với phần tử khối. 17 cộng 12 nhân 6 cộng 4 cộng 45 bằng 138 nhân 0,023, 3,174. Được chưa? Vậy 3,8 triệu tuýp thì nhân lên thôi nhỉ. 3,8 triệu tuýp thì nhân với lại 3,8 triệu 12, đúng không ạ? 12,42 tấn nhỉ. 3,8 triệu mà. Thì như chỗ này thì làm tròn hơi sâu nhỉ. Xem nào, 0,0177 chia cho 0,75. Thôi thầy để tính toán từ đầu đến cuối đi. 2,7 này chia cho phần tử khối này là 17 cộng với 12 nhân 6 cộng 4 cộng 44 cộng 15 bằng này, chia 0,75 này bằng này 0,2368 thì làm tròn là 0,24 rồi. 0,24 nhân 138 bằng nhân với 3,8 triệu 12,42, đáp án đúng đáp án B. Kg tấn đại yến mình coi như gam để tính toán bình thường các em nhé. Đấy, ngon lành anh Đào. Chúng ta đã xong đến câu 80. Bây giờ chúng ta quay trở lại hai câu siêu khó mà ta đã để lại để mình chinh phục. Mình còn câu 74 và câu 75. Thực ra câu 74 này nếu mà bạn nào mà theo dõi thì mình suốt thì các bạn thấy rằng là câu 74 này không gọi là không quá mới lạ. 74 này thì mình dạy suốt rồi, đúng không ạ? Rồi 74 ạ. Hỗn hợp X gồm, hỗn hợp X gồm COO này, Fe này, FeCO3 này, Fe2O3 này, F3O4 này cho A gam X tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 này 0,72 mol này, dư 20% này, thu được này khí này 0,15 này, CO2 này, SO2 này, tổng khối lượng là 8,6 gam này. Thế giờ mình đặt đi, mình đặt anh này là A, anh này là B, thì mình sẽ có hệ phương trình A cộng B bằng 0,15 và 44A cộng 64B thì bằng 8,6, đúng không? Vậy nên chúng ta sẽ tìm được AB ạ. Bạn bấm máy tính thầy xem AB bao nhiêu. 1 bằng 1 bằng 0,15 bằng bằng 64 bằng 8,6 bằng đấy ạ, 0,05. B bằng 0,1. Được chưa? Đấy nhá, một anh là 0,05 này, một anh là 0,1 này. Ok chưa? Tiếp tục nhá, tiếp tục nhá, tiếp tục nhá. Các bạn nhìn kỹ nha. Mặt khác hòa tan hết
a gam x. Thế mình xử lý cái này đi đã. Mình xử lý cái đoạn này đi đã. Thì khi mình xử lý đoạn này thì mình sẽ có này. H24 này sử dụng dư. Vậy suy ra H24 phản ứng. H2SO4 phản ứng sẽ có số mol là 0,72 chia 1,2. 120% đấy ạ. 0,72 chia cho 1,2 bằng 0,6. Đấy. Thì thầy lại xử lý câu này tiếp. Chỗ này là toàn bộ những cái chỗ mà chúng ta phải xử lý. Thì hoàn toàn ta sẽ có này. Có phải là số mol của H2SO4 phản ứng, đây là đặc nhé, thì có phải chính bằng là số mol oxy trong oxit cộng với 2 lần số mol SO2 không? Đúng không? Phản ứng biết rồi, 0,6 bằng số mol oxy trong oxit cộng 2 nhân với 0,1. Vậy suy ra số mol oxy trong oxit bằng 0,4. Được không ạ? Vậy hỗn hợp X này bây giờ thì quy đổi. Nó còn gồm Cu, Fe, CO2 và oxy trong oxit. Được chưa? Cu, Fe, CO2 và CO thì oxy trong oxit tìm được rồi, 0,4. CO2 thì mình bảo toàn luôn, đây 0,05 nhé. Được chưa? Được chưa? Tiếp tục này. Mặt khác hòa tan hết A gam X bằng dung dịch HCl, thu được khí Z, số mol là 0,07. Được chưa? Vậy khí Z đây chắc chắn có này, chắc chắn có khí CO2 và H2. CO2 đây rồi, 0,05. Vậy H2 là 0,07 chứ 0,05 thì còn 0,02. Được không? Ok chưa? Và dung dịch Y. Được không ạ? Dung dịch Y chỉ chứa muối. Vậy mình dự đoán dung dịch Y ra sẽ có đồng 2 cộng này, sắt 2 cộng này, sắt 3 cộng này. Đúng chưa? Và có cả nước nữa. Thì số mol HCl chưa có. Số mol nước ở đây mình bảo toàn oxy trong oxit thì số mol nước bằng số mol oxy trong oxit đúng không? Bằng 0,4. Ngon chưa? Số mol nước bằng số mol oxy trong oxit bằng 0,4. 0,4, vậy đến đây mình đi bảo toàn H, mình tìm được số mol HCl. 0,4 nhân 2 cộng 0,02 nhân 2. 0,4 nhân 2 cộng 0,02 nhân 2 bằng 0,84 mol. Được chưa? Bây giờ thì cho cái dung dịch Y này đi tác dụng với AgNO3 dư. Thì thu được Ag và AgCl. Thì các bạn lưu ý ạ. Toàn bộ Cl trừ từ HCl chu tọt về đây. 0,84. Đúng không? Vậy bây giờ mình muốn tìm số mol bạc, bây giờ mình chỉ cần đi bảo toàn E là xong. Bởi vì chắc chắn là cuối cùng thì sắt nó sẽ lên sắt dương 3 và đồng lên đồng dương 2 mà. Nên mình đi bảo toàn E là xong nhá, bảo toàn E. Thì bảo toàn E mình thấy này, tổng E nhường của hỗn hợp X này có phải chính bằng E nhận của SO2 không? Đúng không ạ? Vậy mình sẽ có là 2 lần số mol SO2 thì bằng. Được chưa? Nào, đầu tiên ạ, chỉ có H2 nhận E thôi. 2 lần số mol H2 cộng số mol bạc. Vậy suy ra mình sẽ có 0,2 thì bằng 2 nhân 0,02 cộng số mol bạc. Vậy hoàn toàn tại đây mình sẽ tìm được số mol bạc. 0,2 trừ đi 0,04 bằng 0,16. Và hoàn toàn mình tìm được khối lượng. Hoàn toàn mình tìm được khối lượng. Chắc chắn. 0,16 nhân 108 cộng với 0,84 nhân mà có đơn 108 cộng 35,5. 137,82 gam. 137,82 gam. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Rất dễ. Ngon lành cành đào. Ngon luôn. Nhỉ?
Câu cuối cùng lấy điểm 10 các em. Câu cuối cùng lấy điểm 10. Câu cuối cùng này là một câu rất rất hay nhá. Câu cuối cùng lấy điểm 10 này là một câu rất rất hay. Rồi, rất mong muốn tất cả các bạn và các em cùng chung vai chiến đấu với thầy mình đến cái câu cuối cùng này. Câu 75 ạ. Đấy. 75 ạ. Và cuối buổi live thì sẽ tiết lộ cho các em một cái điều chú ý ở bên trong cái đề tham khảo của bộ nhá. Hỗn hợp E gồm ST 3 ST đa trước mạch hở X Y Z. Carbon chiếm phần trăm khối lượng của C bằng 0,44984 x nhỏ y nhỏ hơn 234 cho 18,14 gam e. Vậy từ đây mình tìm luôn ra số mol của C trong e. Đúng không? 18,14 nhân 0,44984 bằng chia 12 bằng 0,68. Đấy, xử lý số liệu. Phản ứng vừa đủ với NaOH, đủ thu được hỗn hợp gồm hancol và muối khan T. T khối lượng là 20,56. T không có khả năng, các bạn lưu ý nhé, T không có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Vậy T không thể là HCO nhá. T không thể là HCO. Hanco này, phần trăm khối lượng các nguyên tố carbon trong T là mình xử lý. Phần trăm carbon trong T là 23,346. Vậy mình tìm được số mol carbon trong T. Này, TOC này, H này, O này, Na này. Đúng chưa? Mình tìm số mol luôn nhỉ. 0, phần trăm carbon này 23,346, 0,2346 nhân với 20,56 bằng chia 12 bằng carbon là 0,23346 nhân với khối lượng 20,56 bằng chia 12 bằng 0,3999. Vậy carbon là 0,4. Phần trăm của H là 1,751, 0,01751 nhân với 20,56 bằng chia 1, 0,36. Số mol H 0,36. Thế thì có phải là nếu thầy đặt số mol NaOH là A thì số mol Na này là A không? Mà bên trong cái thằng muối khan này chắc chắn là COONa không? Nên nếu số mol Na là A thì số mol của O nó sẽ phải là 2A không? Vậy ở đây bây giờ thầy đi bảo toàn khối lượng nha. Bảo toàn khối lượng. Thầy có MC này 0,4 nhân 12 cộng MH này 0,36 nhân 1 này, cộng MO này 16 nhân 2A này cộng MNA này là 23A này thì bằng 20,56. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm ra 20,56 chia cho mở ngoặc đơn này 0,4 nhân 12 cộng 0,36 cộng 32A cộng 32A cộng 23A bằng 20,56 bằng 0,28 ạ. A bằng 0,28. Vậy 2A bằng 0,56. Được chưa? Ok chưa? Thế bây giờ bạn nhìn nhá. Nhìn kỹ thuật này. Mình thấy một điều này. Mình thấy một điều này. Nếu mà mình lấy số C trừ đi số mol nhóm CO này là 0,28. Số mol C này trừ đi số mol nhóm CONa này. Đúng chưa? Thì có phải chính bằng 0,4 trừ đi 0,28 bằng 0,12 không?
Và 0,12 này đúng bằng 1/3 số mol h. Mà 1/3 số mol h thì làm mình nghĩ đến, chính vì cái điều này là mình nghĩ đến tất cả những cái điều này. 1/3 số mol h thì mình chỉ nghĩ đến thằng CH3 thôi đúng không? Nên là tất cả những cái điều này. Đấy. Chưa được đủ to rồi. Đấy. Tất cả những điều này khiến cho chúng ta nghĩ tới một điều. Thầy cho to hơn. Tất cả những cái điều này. Thì khiến chúng ta suy ra. Úi, anh này cần thêm giấy nữa. Thì khiến ta suy ra là trong anh này, bởi vì nó là S eta trước mà, nên kiểu gì sẽ có anh COONA. COONA thì không ảnh hưởng nhá. Còn anh lớn hơn gấp 1/3 nên chắc chắn sẽ có thằng CH3 COONA. Đấy. Hai muối, hỗn hợp muối mà. Thì một muối nó sẽ phải là CH3. Còn lại để mặc cái bọn COONA, COONA. Ok chưa? Ok chưa? Vậy thì từ số mol H này là 0,36 này, thì tìm được số mol CH3 CONA là bằng 0,36 chia cho 3 bằng 0,12. Thế còn lại cái số mol của CONA này thì nó là tổng là 0,28 mà trừ đi 0,12. 0,28 trừ 0,12 được bao nhiêu chia 2? Thì bằng trừ 0,12 bằng chia 2 bằng 0,08. 0,08 nhá. Xong. Xong một anh. Mình xử lý xong anh muối. Giờ mình sang xử lý anh ăn côn. Thế thì từ đây thì mình đã tìm được A là bằng 0,28 này. Vậy suy ra là oxy ở bên trong tụi này là bằng là 0,56, hay suy ra là COO thì bằng 0,28. Được chưa? Bây giờ còn H. Được chưa? H thì bây giờ đi tìm ancol á. Ancol ở trong này đề bài nói chúng ta là hỗn hợp hai ancol. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn ta đi bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng hai ancol đúng không? Bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng hai ancol. Bảo toàn khối lượng, mình có khối lượng của E cộng khối lượng của NaOH thì bằng khối lượng của ancol cộng khối lượng của muối khan T. Vậy từ đó mình tìm được khối lượng của ancol. 18,14 cộng 0,28 nhân 40 trừ đi 20,56 bằng 8,78 gram. Được chưa? Mà mặt khác mình sẽ có được số mol OH trong ancol sẽ bằng 0,28. Bảo toàn carbon thì mình tìm được số mol carbon trong ancol. Đây carbon trong này là 0,68 này. Trừ đi carbon trong này là 0,4. 0,68 trừ 0,4 thì carbon cũng bằng 0,28. Vậy ta thấy này, số mol OH chia số mol carbon bằng 1. Đúng không? Vậy mình nghĩ ngay đến việc suy ra sẽ có hai trường hợp xảy ra hỗn hợp ancol, một thằng là CH3OH và C2H4OH hai lần, số C bằng số H mà. Hoặc là CH3OH và C3H5OH 3 lần. Được chưa? Vậy mình giải trường hợp 1 trước nhá. Vậy mình giải trường hợp 1 trước. Với trường hợp 1 chúng ta đi tìm số mol từng thằng đã. X Y giải hệ nhỉ. X cộng 2Y bằng 0,28 và khối lượng 32X cộng phân tử khối 24 cộng 4 cộng 17 nhân 2 bằng 62Y bằng 8,78. Đến đây mình tìm được XY. 912. 1 bằng 2 bằng 0,28 bằng 32 bằng 62 bằng 8,78 bằng X bằng 0,1. Y bằng 0,09. Được chưa? X bằng 0,1, Y bằng 0,09 nhá. Vậy bây giờ ngay lập tức đến đây, bây giờ mình sẽ suy ra các muối và suy ra các ete. Vậy điều này chứng tỏ chắc chắn anh ete X nó sẽ là thằng nhỏ nhất, mà phân tử khối nhỏ nhất CH3COOCH3. Đúng chưa? Thằng X là thằng nhỏ nhất.
nhá. Nó sẽ là thằng CH3CO CH3. Thằng Y nó sẽ là thằng COO CH3 tất cả hai lần. Được chưa? Thế thì COO CH3 tất cả hai lần thì nó sẽ là 0,08 mol. Thằng Z là thằng còn lại. Chắc chắn nó sẽ là thằng CH3COO CH2 CH2 OOC COO CH3. Bởi vì thằng Z phân tử khối nó phải nhỏ hơn 234. Đấy, các bạn bấm thử xem anh này có đúng nhỏ hơn 234 không? 15 cộng 44 cộng 14 cộng 14 cộng 44 cộng 44 cộng 15 bằng 190 nhỏ 234. Được không ạ? Giờ mình test thử nhá. Đây, trong này là có thằng đây anh này. Ăn côn đây. Thì anh ăn côn này số mol là bằng 0,09. Đây là 0,09. 0,09. Đúng không ạ? Anh ăn côn này nó là sẽ là 0,09 ethylene glycol. Mình tính từ từ ạ. COO Na là 0,12 rồi. Đây là 0,12 mà. Đây là 0,08. Ơ thế ở đây nó 0,08 rồi. Nó không thể có 0. Thế thì nó không thể có 0,08 ở đây nữa, thế thì phải xếp lại. COO CH3. Ancol COO CH3 ở đây là có 0,1. Mà đây là 0,08. Thì không thể là 0,08 được, 0,08 to quá. Thì phang lại số mol thôi. Đầu này có CH3COO này. Este đây, 3 este mạch hở này. Chiếm này. CH3COO này. Đây là este đa chức mà. Đúng không ạ? Este đa, este đa chức. Thế mình có này. Số mol của este, tổng số mol este trong này là bằng 0,28. Tổng toàn bộ số mol este 0,28. Ethylene glycol. À thế thì trong này chỉ có ethylene glycol là 0,09. Thế thì bọn này phải có ethylene glycol. Đúng không? Tụi này phải có ethylene glycol. Không hay lắm, thế thì không nên anh này. Anh này bị lặp lại nhiều quá. Đúng không? CH3CO CH3 này. Thế thì phải là CH3COO tất cả hai lần. C2H4 thì mới đẹp. Được không? Xong rồi đến CH3CO, CH2, CH2, OC, CH3. CO, CH3. Thế này mới đẹp nhất. Được không ạ? Thế thì toàn bộ cái thằng muối CONA chui vào đây. Số mol là 0,08. Mà tổng số mol của ethylene glycol nó chỉ có 0,09. Mà nằm ở đây đã 0,08 và đây này còn 0,01. Tổng số mol của CH3OH là bằng 0,1. Thì CH3OH nằm ở đâu ạ? Đây CH3OH nằm đây là 1. Thì là 0,1 trừ đi 0,08. À 0,1 trừ đi 0,08 thì còn 0,02. Được chưa? Dài mà. Đấy, bây giờ mới đủ đấy. Xem nào, CH3CONa đủ chưa? 0,1 nhân 2 bằng 0,02, 0,02 cộng 0,02 bằng 0,04. 0,04 cộng với 0,08, 0,12 đủ rồi. Đấy, đây là anh Y. Đề bài hỏi phần trăm khối lượng thằng Y. 15 cộng 44 bằng nhân 2 bằng cộng 24 cộng 4 bằng nhân 0,01 bằng chia cho 18,14 chia 18,14 bằng nhân 100%. À đâu, đề bài hỏi khối lượng của Y thôi. Đề bài hỏi khối lượng của Y thôi. Đúng không? Đề bài hỏi người ta khối lượng của Y thôi, không phải đi tìm phần trăm khối lượng. Đúng không? Khối lượng của Y trong E. Đề bài hỏi khối lượng của Y trong E thôi. Nhưng mà cái chỗ số mol này bây giờ mình phải nhìn kỹ lại đấy, xem đúng không đấy. 15 này cộng về 44 này bằng này nhân 2 này cộng 24 cộng 4 này bằng này. Phần trăm khối lượng nguyên tố khối lượng của Y trong 18,14 gam E. Chỗ này thầy đang bị tính nhầm cái số mol này này.
Chỗ này thầy đang bị tính nhầm cái số mol này này, xem nào. Số mol của CH3OH mình tìm được rồi là bằng 0,1. Đây xem là CH3OH đây. Một anh đây. CH3COO. Hai anh đây. 0,02 cộng 0,08 bằng 0,1 đúng. Số mol ethylene glycol là 0,08 cộng 0,1 là 0,09 đúng. Số mol của gốc COONA tất cả hai lần đây 0,08 đúng. Số mol của gốc của CH3COONA 0,08 này cộng 0,01 nhân 2 là bằng 0,1 này. 0,1 cộng 0,02 bằng 0,12 đúng. Khối lượng của Y trong 18,14 gam E. Đây là khối lượng của Y. Ai không? Đúng mà. Đúng mà nhỉ? Chưa thấy sai đâu. Hay là phải giải trường hợp số 2. Khối lượng. Các bạn cũng dò thầy xem là chỗ này thầy bị nhầm sai đâu. Thầy nghi dễ thầy bị nhầm sai ở một chỗ nào đấy. Dễ lắm. Đúng không? Xem có bị nhầm sai đâu. Đúng mà nhờ. Làm gì có sai đâu. Thế bây giờ đây, thế đây là một trường hợp đi. Trường hợp số 2 đi. Trường hợp số 2. Cho trường hợp khác đi. Cho trường hợp số 2 của mình là x, y, z của mình là những cái khác đi. Được không? Mình thử đi. Mình thử trường hợp số 2, x, y, z của mình là những thằng khác đi. À, thằng x là C, O, O, CH3. Tất cả hai lần đi. Được không? Thằng y là CH3, C, O, O, 2 lần CH4 đi. Được không? Thằng z là thằng CH3, C, O, O, CH3OOC chuẩn hơn. CH3OOC COOCH2 CH2 OOC đúng không? OOC CH3. Đấy, nó có rất nhiều trường hợp. OOC giờ đi nhầm. CH3 không thể nhầm được. Đầu COO này. Đây đầu COO này. 3 lần đầu COO. Đầu CH3 COO 1 cũng 3 lần. Ethylene glycol. Đây có 2 gốc ở đây. Ancol CH3 cũng có 3 gốc đây. Ôi nó chồng chéo nhau kinh quá nhờ. Nhưng mà thằng này cũng có trường hợp, cũng có khả năng vào đây các em ạ. Thằng này cũng có khả năng vào. Đúng không? Thằng này cũng có khả năng vào. Thế xem nào. Nếu đi giải UVT thì hơi mệt nhỉ. Giải UVT thì mệt lắm. Cũng nhưng mà cũng được, nhưng mà nếu mà muốn giải nhanh thì bắt buộc phải giải thế thôi. À, đặt đây là x y z. Ở à, trên kia là x y z rồi, UVT thôi. U V T thì theo nhóm COO. Theo nhóm COO thì mình sẽ có hệ. Đây 2 U. Số mol của gốc CONA này là 0,08 này. CONA này. U này. Cộng này. CO này, T này bằng 0,08 này. Tính theo anh ethylene glycol này là 0,09 này. Thì bằng này. V này. Cộng này. T này. Được chưa? Và cuối cùng tính theo anh CH3COONA đi. Là 0,12. Thì bằng này. CH3COONA đây CH3OH. Đây 2V. Cộng CH3COONA. T. Đấy, đến đây mình giải được.
UVT 912 U 1 V T 913 9 9 1 3 9 1 3 9 1 3 U này là 1 này, V là 0 này, T là 1 này, 0,08 này, U là 0 này, V là 1 này, T là 1 này, 0,09 này, U là 0 này, V là 2 này, T là 1 này, 0,12 này. U bằng 0,02, V bằng 0,03, T bằng 0,06. Đấy, 0,02, 0,03 và 0,06. Căng chưa? Đến đây tìm phần trăm của Y xem nào. Nó nhiều trường hợp lắm các bạn. 15 cộng hên thì 15 cộng 44 bằng nhân 2 này. Cộng với lại 24 cộng 4 bằng nhân 0,03. Nhân 0,03. 4,38 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 4,38. Đấy. Thế chúng ta phải giải mấy trường hợp. Thế còn nếu mà các bạn đã giải trường hợp C3OH và C3H5OH này thì các bạn sẽ ra được là đáp án sẽ ra được là một cái số khác nhá. Nên là cái trường hợp số 2 này hủy, được không ạ? Đấy, trên đây thầy Minh vừa livestream hướng dẫn cho các em chinh phục hết full 10 điểm đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia, đề tham khảo Trung học phổ thông quốc gia 2024 vừa mới Bộ Giáo dục vừa mới phát hành. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Và thầy Minh có một cái tiết lộ nho nhỏ với tất cả các bạn và các em, những bạn nào chăm chỉ theo dõi thầy Minh cho đến tận giờ phút này, là các em ơi, đừng tin bộ lừa đấy. 13 năm thầy dạy off thì thầy biết một điều rằng là đề tham khảo của Bộ Giáo dục ấy không bao giờ giống với đề thi thật cả. Nếu các em không tin, các em có thể mở lại xem cái buổi live stream thầy Minh bóc phốt đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 và buổi live stream thầy Minh chữa đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Các bạn sẽ nhìn thấy một điều rằng là hai cái đề nó không giống nhau. Điển hình như là cái năm minh họa 2023 nó có hai cái câu thực tế. Một cái câu là về phân bón, một cái câu là về khí ga. Được không ạ? Thì cái năm ngoái ấy, là thầy Minh đã nói với tất cả học sinh là đừng đi ôn hai dạng đấy. Nhưng mà nhiều đứa không nghe, nó vẫn đi ôn hai cái dạng đấy. Dẫn đến là trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 là không có hai cái câu dạng đấy. Được không ạ? Chính vì vậy nên cũng là một lời khuyên của thầy với các em với câu 72 này này. Nó là một câu mức độ thực tế, đúng không? Là một thực tế. Các bạn cũng đừng có đâm đầu đi ôn về cái dạng là dạng hỗn hợp tiết mít. Hiểu không ạ? Bởi vì Bộ Giáo dục đưa ra cái bài tập thực tế là chỉ muốn nói rằng là năm nay ta sẽ có dạng bài thực tế ở bên trong cái đề thi. Và dạng bài thực tế này nó sẽ có cả vô cơ nữa. Nó có cả hữu cơ nữa. Được không ạ? Ok không? Rồi, rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em trong khóa học của thầy. Những bạn nào mà muốn đăng ký khóa học của thầy Minh, học VIP, luyện thi kinh khủng, mục tiêu 9 cộng và bắt trúng tủ đề thi Trung học phổ thông quốc gia thì vui lòng đăng ký với thầy nha, inbox với thầy nha. Khóa học của thầy bây giờ được giảm giá học từ giờ đến lúc thi chỉ còn có 500.000 thôi. Được không ạ? Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.